Trường mẫu giáo. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Ba ơi, có lẽ em George còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Bà nghĩ không sao đâu Peppa. Còn có con và ông khủng long ở đó chơi với em mà. À, khủng long. Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em George và ông khủng long. Ôi trời, Peppa không muốn George tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có chắc chắn em George đã đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con. Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. Mẹ. Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. À. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. George, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn George đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của George và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình, cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau George muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, Em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ballet đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plié. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ballet rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên. Và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. 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 Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. Con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sót và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, Sót ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ballet. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, Sót, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, Sót, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Mẹ ơi, ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ballet rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. Động tác bà thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì bà nhớ. Ba múa thua mẹ rồi. Có lẽ múa ballet chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ballet giỏi nhất luôn. Một chú thiên nga xinh đẹp. Buổi tiệc hóa trang. Peppa và George có một buổi tiệc hóa trang vào ngày hôm nay. Các bạn của cậu ấy đều được mời tới. Và Peppa được mặc đồ như một công chúa tiên nhỏ. Và George mặc đồ như một chú khủng long. Hổng lặng. Và đây là các bạn của Peppa gồm mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Suzy hôm nay mặc một bộ đồ y tá. Chào con Suzy. Dạ con xin chào chú. Chú mừng là y tá đã tới tham dự. Con từ bệnh viện tới đây đó sao? Ừ, con không phải là y tá thật đâu. Con chỉ giả bộ thôi. Là vậy à? Ôi trời ơi, còn ai nữa đây? con là cướp điện đó chú. Nhìn vậy chú có sợ không? Còn con là phù thủy, con có thể biến chú thành ếch luôn. Nè, còn con là chú hề á. Mắc cười quá. Còn con là gì hả thỏ Rebecca? Con là củ cà rốt. Rất là tuyệt. Vào nhà đi, có một công chúa tiên và khủng long đợi gặp các con. Các bạn đã tới rồi. Chào các bạn. Chào Suzy, mình là một công chúa tiên nhỏ. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Nè, còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi? Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không đi à, khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Là cậu Peppa. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ. Mình là phù thủy. Và mình có một cây đũa thần nữa nè. Mình cũng có cây đũa thần nè. Mình có thể biến cậu thành ếch. Mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Ôi trời, George bị hình phản chiếu của mình làm cho sợ. George đáng yêu. Đó chính là con ở trong gương thôi mà. Các con, đã tới lúc chúng ta chọn ra ai là người có trang phục đẹp nhất hôm nay. Chúng ta cần phải có giám khảo. Vì đây là buổi tiệc của Peppa, có lẽ nên để cho con bé được làm giám khảo. Mình là giám khảo, mình là giám khảo. Bà ơi, giám khảo là gì vậy ba? Giám khảo sẽ chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Ôi, hay quá đi. Vậy là Peppa sẽ có quyền chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Suzy, cậu cho mình xem trang phục của cậu được không? Mình là y tá Suzy, mình giúp cho mọi người khỏe hơn. Tốt lắm y tá Suzy. Tới Danny. Mình là cướp biển đây, cậu có sợ mình hay không hả? Tới Candy. Mình là phù thủy và mình có thể biến cậu thành một con ếch. Mình là công chúa tiên nhỏ, mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Thôi nào các con. Xin lỗi mẹ. Tiếp theo là ai? Mình là chú hề. Tốt lắm. Và Rebecca. Mình là củ cà rốt. Dễ thương. Và em trai của mình là một chú khủng long đáng sợ. Các bạn đều rất là tốt. Bây giờ con hãy nói ai là người chiến thắng đi. Người chiến thắng là mình. Peppa, con không thể chọn bản thân mình được. Con là giám khảo mà. Không được hả mẹ? Con phải chọn một người chiến thắng khác. Dạ rồi, cà rốt thắng. Wow. Cảm ơn. Peppa rất là thích buổi tiệc quá trang. Mọi người ai cũng thích buổi tiệc quá trang. Nàng tiên răng. Peppa và George đang ngồi ăn món mà mình thích nhất, món mì ống. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó, và đổi lại tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Hậu quá làm một chú khủng long à. Nhanh lên George, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình, nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? George, em nghe thấy gì không? Ôi George. Âm thanh là của George. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em George đúng là không giỏi thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, George, dậy đi, trời sáng rồi con. Ủa, con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa, nàng tiên răng đã tới đó và để lại một đồng tiền kìa. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Hảo lòng. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và George có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy. Bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Wow. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được. Cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. Rốt, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? Hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Hổ long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bóng bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ, chó con đừng khóc nữa. Bà có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... Khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Bạn thân. Một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cô Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cô Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy, Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cây đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? Jack ơi! Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Bác ơi! Phải, đây là cho sót. Chúng là thuốc để cho sót thấy khỏe hơn. Oh, xin lỗi thưa bác sĩ. Khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Vở kịch ở trường. Trường của Peppa sẽ diễn một vở kịch. Chúng ta sẽ tập diễn cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Mỗi đứa trẻ đều có vai trong vở diễn. Họ phải tập luyện ở nhà. Peppa sẽ đóng vai cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Heo mẹ đã làm trang phục cho cô bé. Trong khi đó heo ba giúp Peppa tập luyện. Được rồi Peppa, con phải nói những gì nào? Mình là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Chó Danny, cậu ấy sẽ đóng vai chó sói độc ác. Và chó ông cùng chó mẹ giúp cậu ấy tập luyện ở nhà. Ta là chó sói độc ác đây. Con cố đừng có cười Danny à. Con phải đáng sợ hơn một chút nữa. Con thử làm như vậy đi Danny. Ta chính là chó sói độc ác đây. Và ta sẽ ăn tất cả các người. Thấy chưa? Phải, đúng là ông của con rất đáng sợ. Người Pedro sẽ đóng vai người thợ săn. Cậu ấy sẽ cứu Peppa khỏi con chó sói độc ác. Ta là thợ săn và... Pedro có hơi nhút nhát. Nè, hãy nói là ta sẽ đuổi nhà ngươi đi, con chó sói xấu xa kia. Mau đây đây con sói hư. Con làm tốt lắm Pedro. Trong khi đó thỏ Rebecca sẽ đóng vai người bà. Con phải nói gì hả mẹ? Để xem. Ở phần đầu vở kịch, con bị nhốt vào tủ áo bởi chó sói độc ác. Và sau đó ở đoạn cuối của vở diễn, con được người thợ săn cứu thoát và con nói là cảm ơn. Cảm ơn. Con làm tốt lắm Rebecca. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến vở kịch của trường. Đây là vở cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Trước tiên, hãy gặp các diễn viên của chúng ta. Quý phụ huynh, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà. Nhưng vị khách là ai đây? Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Candy à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé hoàng khăn đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Peppa. Bà ơi, bà không được phép chụp hình mà. Xin lỗi Peppa, con tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao răng của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói sống xa. Cô cứu tôi với. Cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu tôi với. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Pedro hơi nhút nhát. Pedro, con có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn bác thợ săn. Hoan hô, hoan hô. Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi gần văn minh rồi đó. Thuyền của heo ông. Hôm nay heo ông và heo bà cùng đưa Peppa và George đi dạo trên dòng sông. Chào mừng các con lên thuyền của ông. Peppa, George, trước tiên các con phải mặc áo phao vào đã. Khi Peppa và George lên thuyền của heo ông thì các bạn phải mặc áo phao vào. Trên chiếc thuyền này, ông chính là thuyền trưởng nha. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Rất tốt, vì là thuyền trưởng nên khi nào ông nói mọi người làm gì thì mọi người phải làm theo. Sẽ làm theo nếu như có ích thôi nha. Thuyền trưởng không bao giờ ra lệnh những chuyện không có ích đâu. Dạ, tất nhiên rồi thưa thuyền trưởng. Rồi, con nâng cờ lên đi. Peppa, gõ chuông đi con. Dạ được thuyền trưởng. Heo bà ơi, mau cầm bánh lái đi. Dạ rõ thưa thuyền trưởng. Tiến lên. Tiến lên. Có lẽ chúng ta nên đi chậm một chút thì tốt hơn đó. Ý kiến này hay đó heo bà. Tôi cũng không muốn dùng hết xăng của mình đâu. Ông ơi, con muốn đi nhanh hơn. Con đừng có nôn nóng Peppa, lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh nha. Nhìn kìa, thuyền khác kìa. Đó là chó ông. Ông ấy cũng đưa chó Danny đi dạo trên sông. Chào bên đó nha, chó ông đó hả? Chào bên đó, heo ông hả? Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thì ra chó ông và heo ông là bạn bè rất thân với nhau. Tôi bất ngờ vì thuyền của ông đến giờ vẫn nổi được đó chó ông à. Nó cũng gần lớn tuổi bằng ông rồi đó. Thôi đi, chiếc thuyền cũ này có thể đi nhanh hơn cái thùng nước của ông rất nhiều đó heo ông. Vậy hả? Nếu ông nói như vậy thì mình đua đi. Chuẩn bị thua cuộc đi ông heo nước à. Hai người lớn rồi mà cư xử như con nít vậy đó. Tại chó ông gọi tôi là ông heo nước kìa. Nhưng ông gọi ông ấy là chó biển trước mà. Nên ông phải xin lỗi trước. Ông sẽ xin lỗi nếu ông ấy chịu xin lỗi trước. Ông ơi, ông nói xin lỗi với heo ông đi. Ông ấy là bạn thân của ông mà. Không, ông ấy là ông heo nước. Và thuyền của ông sẽ đi nhanh hơn ông ta. Được rồi, ông chó biển. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đua tới cây cầu kia đi. Được thôi, vậy thì đếm tới 3 đi. 1, 2. Ông già này chưa ăn chán quá. Ông có giỏi thì đuổi theo đi ông heo nước à. Ông chó biển. Thuyền của ông chỉ chạy được như vậy thôi hay sao? Đuổi theo tôi đi. Thắng rồi. Ôi trời, hình như thuyền của heo ông hết xăng rồi. Hay thật đó ông thuyền trưởng à. Ồ, có lẽ tôi đi hơi nhanh quá rồi bà. Làm sao chúng ta về được đây? Nhìn kia thuyền của cháu ơi. May quá cháu ông có thể kéo chúng ta về. Tôi sẽ không để cho ông chó biển kéo thuyền của mình về đâu. Tôi đâu có nói sẽ kéo ông đâu, ông heo nước à. Hai người vẫn cứ như con nít vậy. Ông ơi, ông xin lỗi với cháu ông đi. Tôi xin lỗi đã gọi ông là ông chó biển. Ông ơi, tới ông nói xin lỗi rồi đó ông. Tôi xin lỗi vì đã gọi ông là ông heo nước. Tốt rồi, chó ông à. Vậy ông có thể kéo chúng tôi về nhà được không? Tôi rất hân hạnh thưa quý bà đáng kính. Chụp nè thuyền trưởng theo ông. Được rồi, chụp được rồi. Đó chính là tình bạn thân của chó ông và heo ông. Chó ông đang kéo thuyền của heo ông về nhà. Điều quan trọng nhất là tôi đã thắng cuộc. Cái ông này thiệt là... Ông thật là hư quá. Peppa, gọi chuông đi con. Dạ thưa thuyền trưởng. Sân chơi. Peppa và George đang ở sân chơi cùng các bạn của mình. Mèo Candy và ngựa Pedro thì đang chơi ở khung sắt. Này. Có Rebecca, cừu Suzy và chó Danny thì đang chơi cầu thủ cùng nhau. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Cao nữa đi mẹ. Rồi George cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em cháu. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em cháu. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha Peppa. Dạ thưa mẹ. Giữ chặt nha cháu. Ôi trời, Peppa đẩy George lên cao quá rồi. George không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi cháu. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Suzy. Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lui lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn của Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao và chó không thích ở trên cao. Oh, xin lỗi con. Hay con chơi cầu tuột đi George. Dạ phải, chơi cầu tuột. Peppa thích chơi cầu tuột. Mọi người đều thích chơi cầu tuột. Mẹ ơi, ba ơi, nhìn con nè. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi nào. George cũng muốn chơi cầu tuột. Con có chắc không George? Nó hơi cao đó. Ô được rồi, ba sẽ giúp con lên đó. Ôi trời, cầu tuột nó hơi cao so với George. Không cần lo đâu con, ba sẽ trượt xuống với con. Ba ơi, con nghĩ là ba quá to so với cái cầu tuột đó. Không có sao đâu Peppa. Ba đầu có lớn quá. Lùi lại đi nào. Chuẩn bị, sẵn sàng. Tuột nào. Heo ba bị kẹt rồi. Không mắc cười chút nào hết. Thật ra nó rất mắc cười đó ba. Có lẽ cũng chỉ mắc cười một chút thôi. Tụi con để ba xuống nha. Oh. Oh. Con thấy bụng của ba giống như lâu đài hơi vậy đó. George rất thích nhảy trên cái bụng của ba mình. Vậy là George không còn sợ độ cao nữa rồi. Không khỏe lắm. Heo mẹ và heo ba vừa làm xong bữa sáng cho Peppa và George. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Hôm nay Peppa có những nốt đỏ trên mặt. Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy không khỏe lắm. Ôi trời Peppa, con có vẻ không ổn. Con đừng lo, bà sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Alo, bác sĩ gấu nâu xin nghe. Thưa bác sĩ, Peppa không được khỏe lắm. Mặt con bé có đầy những nốt màu đỏ. Ồ, hãy đặt Peppa lên giường đi. Tôi sẽ lập tức tới đó ngay bây giờ. Bác sĩ gấu nâu tới để giúp cho Peppa khỏe lại. Chào con Peppa, con thấy trong người thế nào rồi? Con thấy không khỏe lắm. Bây giờ con hãy lè lưỡi ra đi nào. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Peppa chỉ bị bệnh phát ban thôi. Con có cần uống thuốc không? Căn bệnh này sẽ tự hết nhanh thôi. Nhưng mà nếu con muốn, bác sĩ gấu nâu có thể cho con một ít thuốc để uống. Dạ được. Bác nói trước là nó không ngon lắm đâu nha. Hãy mở miệng ra nào. Thuốc ghê quá đi. Con rất dũng cảm khi chịu uống thuốc như vậy đó Peppa. Con bé phải nằm nghỉ trên giường. Tôi sẽ gọi lại sau để xem con bé khỏe hơn hay chưa. Người khác thăm Peppa được không? Được chứ, ai tới thăm cũng được. Bệnh này sẽ không lây đâu, đừng sợ. Tạm biệt. Tạm biệt bác sĩ gấu nâu. Mẹ ơi, con ra khỏi giường được không? Bác sĩ gấu nâu nói là con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian đó Peppa. Như vậy thì chán lắm. Bác sĩ gấu nâu nói người khác có thể tới thăm con mà. Vậy Suzy có thể tới thăm con được không mẹ? Cừu Suzy chính là người bạn thân của Peppa. Mẹ sẽ gọi cho mẹ của cừu Suzy. Mẹ. Xin chào, tôi là cừu mẹ đây. Peppa nói chuyện với Suzy được không chị? Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Mình không được khỏe lắm. Mình có những nốt đỏ trên mặt. Bác sĩ đã tới khám chưa? Có. Bác sĩ gấu nâu đã tới đây. Bác sĩ nói mình không được khỏe lắm và nói mình thật dũng cảm. Vậy là cậu bị bệnh thiệt rồi hả? Đúng vậy, không phải giả đâu. Mình phải nằm yên trên giường mà. Bác sĩ gấu nâu cho mình uống thuốc có mùi vị rất là ghê, nhưng mình vẫn uống được. Được rồi, mình sẽ tới thăm cậu. Mẹ. Mình sẽ mặc bộ đồ y tá của mình. Vậy là cừu Suzy đi tới thăm Peppa và Suzy mặc bộ đồ y tá của mình. Chó Danny và thỏ Rebecca cũng cùng tới với Suzy. Chào cậu Peppa. Xin chào. Mẹ. Cậu cảm thấy sao rồi? Mình thấy không khỏe lắm Suzy. Mình phải nằm yên trên giường. Tụi mình có thể làm gì để cậu thấy đỡ hơn? Cậu lấy nước cam cho mình được không? Được rồi. Có vẻ như Peppa đang tận hưởng việc này. Cảm ơn Suzy. Cậu có cảm thấy đỡ hơn không? Đã đỡ hơn một chút. Danny, hãy hỏi mẹ mình ăn kem được không? Và Rebecca, cậu hái hoa cho mình được không? Ở ngoài giường đó. Bác sĩ gấu nâu đã quay lại để xem Peppa đỡ hơn chưa. Tốt quá, y tá đã tới đây rồi. Bệnh nhân như thế nào rồi hả? Con không phải y tá thật sự. Con chỉ giả bộ thôi à. Bác hiểu rồi. Con để bác khám lại cho bệnh nhân nha. Dạ được thưa bác sĩ. Tốt lắm. Không còn những nốt đỏ nữa. Giờ con đã khỏe lại rồi. Không phải là con còn bệnh sao? Con cảm thấy thế nào? Con nghĩ là con nên nằm trên giường một chút nữa. Bây giờ bà muốn chơi bóng một chút ở ngoài giường. có ai muốn cùng chơi không nào? Con và con nữa. Thật là bất ngờ, con hoàn toàn bình phục trời đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên George. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp 2 bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp 3 bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đi. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nào. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn George kìa, em ấy đi chậm quá. Em George vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không có bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu George. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi. Sẵn sàng. Ngồi vững. Đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có bà ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè. Con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Danny, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tới trái bí của ba mình nha. Peppa, có chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời. Heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi. Dù sao thì trái bí đã bị vỡ rồi. Bà có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chớ, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một buổi tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chớt, chúng ta phải gọi ba và mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Vậy đi, hôm nay là sinh nhật của con. Vậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó cho gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí. Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Hoan hô. Đây là các bạn của Peppa. Mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và hai ba sẽ biểu diễn ảo thuật trong buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Bà la cà na si mùi. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng, quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Bà la si bùa. Cô chọn màu vàng. Dạ không. Bà la si bùa. Xanh. Dạ không phải luôn. Bà la si bùa. Đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Wow. Màn ảo thuật dở quá à bà. Ba đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Ba la si bùa. Ba la si bùa. Mở mắt ra nào. Wow. Khoan hô, bánh kem chuối cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ.